ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Phạm Văn Nghị trú thôn Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Theo cáo trạng, sáng sủa 1/4, do nghi vấn chị Trần Thị Thu huyện 1994, cùng quê người yêu cũ, có người yêu mới, nên khoảng 8 giờ cùng ngày, Nghị điều khiển xe ô tô mang kiểm soát 35A140. Đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố Tam Điệp nơi chị Huyền đang làm việc gọi chị này ra nói chuyện. Chị Huyền sau đó ra ngoài và lên ô tô của Nghị. Khi người yêu cũ lên xe, Nghị điều khiển xe đưa chị Huyền từ thành phố Tam Điệp đến thành phố Ninh Bình. Nghị tại phiên xét xử ngày 30 tháng 10. Ảnh tờ bờ. Trên đường đi, Nghị liên tiếp đe dọa và tóm nữ nhân viên ngân hàng phải uống máu, thề ác thủy với Nghị nếu không cả hai cùng chết. Thấy Nghị có thái độ tàn ác hăng, nạn nhân đã nhắn tin cho anh Phạm Văn Sợ. Bạn phóng viên kêu cứu giảng. Cùng thời điểm này, ông Trần Văn Nga, bố chị Huyền phóng viên, máy tính bảng cho con, thấy vậy Nghị liền đe dọa. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Nghị đưa Huyền đến khu đất trống thuộc phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Lúc này, cô gái thấy ông Lê Văn V, trú phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, cùng chiếc xe máy ở phía trước nên đã mở cửa xe ô tô chạy đến chỗ ông V, kêu cứu giảng. Sau đó, chị Huyền ngồi lên xe ông V, chở chạy về phía đường Tôn Đức Thắng. Thấy vậy, Nghị liền điều khiển xe ô tô chạy theo, đâm vào xe máy của ông V, khiến ông cùng chị Huyền té văng ra đường. Thấy người yêu cũ nằm trên mặt đường, Nghị tóm kéo kim loại đã sẵn sàng sẵn từ trước chạy đến, đâm vào ngực, cổ làm nạn nhân tử trận tại chỗ. Sau đó, hắn dùng kéo tự đâm vào người mình để tự sát, nhưng sau đó được cấp cứu giảng kịp thời. Kết thúc phiên xét xử, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Phạm Văn Nghị.